Hi, xin chào mọi người, mình là Irene đến từ Coi68. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với số tiếp theo của series tuần qua có gì. Trong series này thì anh sẽ cùng anh em điểm lại những tin tức hot nhất trong tuần, để anh em có cái nhìn tổng quát về thị trường crypto và nắm được những thông tin quan trọng trong thế giới blockchain nhé. Và trong tuần vừa qua, tuần thứ 2 của tháng 8 thì chúng ta có những thông tin đáng chú ý sau. Tin tức đầu tiên là PayPal phát hành stablecoin PIUSD và những cập nhật liên quan. Tin tức thứ hai là Fed ra quy định mới cho ngân hàng có tiếp xúc crypto, Bitcoin thì hồi lại mốc 30k. Tin tức thứ ba là về hàng loạt phát vụ vây hùa bi, nhân sự cấp cao thì bị Trung Quốc điều tra, nguy cơ vỡ nợ và USDT thì bị bán tháo. Ngoài ra thì còn rất nhiều tin vắn đáng chú ý khác, anh em hãy cùng theo dõi nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi68TV, cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ để ủng hộ tụi mình nhé. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên là PayPal phát hành stablecoin PIUSD. Dựa trên những thông tin mới được công bố thì PayPal USD, PYUSD thì là một stablecoin bảo chứng bằng đô la Mỹ, trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn và các tài sản tương đương với tiền mặt khác. Mô hình này thì tương tự như các stablecoin truyền thống đang phổ biến hiện nay như là Tether, USDT hay là USD Coin, là USDC. Được biết thì PYUSD là một token ERC20 ở trên nền tảng Ethereum. PYUSD thì được PayPal phối hợp phát hành cùng với Paxos, công ty stablecoin đứng sau USD của Binance, đã bị chính quyền Mỹ yêu cầu dừng hoạt động. Kế hoạch làm stablecoin thì đã được PayPal và Paxos ấp ủ từ lâu, song tưởng chừng đã bị đình chỉ sau khi Paxos gặp rắc rối với chính quyền Mỹ vào hồi tháng 2 năm 2023 vừa qua. Theo smart contract của PIUSD được PayPal công bố thì đồng stablecoin này đã được tạo ra từ tận tháng 11 năm 2022 với tổng cung ở thời điểm hiện tại là 26,9 triệu USD được nắm giữ toàn bộ ở trong ví của Paxos. Đồng stablecoin ban đầu thì chỉ được ra mắt giới hạn ở thị trường Mỹ qua ứng dụng PayPal, sau đó thì đã tiếp tục được hỗ trợ chuyển tiền sang ứng dụng Venmo. Công ty chủ quản thì định hình PIUSD sẽ tìm thấy công dụng trong mạng crypto và Web3 với những chức năng như là mua vật phẩm và giao dịch token tiền mã hóa trước khi được ứng dụng rộng rãi hơn. Giám đốc điều hành PayPal là ông Dan Strumman thì cho rằng PYUSD sẽ giúp công ty tiếp tục củng cố vị thế thống trị trong mạng thanh toán điện tử khi cung cấp phương thức giúp cho người chuyển tiền nhanh chóng qua blockchain mà không cần thông qua trung gian thứ ba. Kể từ tháng 9 thì PayPal đã bắt đầu cung cấp các báo cáo chứng thực tài sản để bảo chứng cho PYUSD sau khi cho phép khách hàng mua và nắm giữ 4 đồng tiền mã hóa lớn là Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash và Litecoin. Từ năm 2021 thì PayPal đã cung cấp thêm lựa chọn cho người dùng chuyển crypto cho nhau trong nội bộ mạng lưới thanh toán. Tất cả những tính năng này sau đó thì còn được PayPal áp dụng vào thanh toán cho ứng dụng Venmo. Theo như Coi68 đã đưa tin thì PayPal là một trong số ít những công ty tài chính trực tiếp tham gia vào thị trường tiền mã hóa ở thời điểm hiện tại. Hồi tháng 5 năm 2023 thì PayPal đã báo cáo số lượng tiền mã hóa đang nắm giữ thay mặt khách hàng đã áp sát mốc 1 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu nằm ở dưới dạng hai đồng coin lớn là Bitcoin và Ethereum. Tin tức thứ hai cũng vô cùng nóng hổi, đó chính là Fed đã ra quy định mới cho ngân hàng có tiếp xúc với crypto, Bitcoin thì hồi lên mốc 30k trong tối ngày 8 tháng 8. Vừa qua thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã công bố quy định mới nhằm thắt chặt hoạt động của các ngân hàng có liên quan tới crypto và stablecoin chỉ sau một vài ngày gã khổng lồ PayPal trình làng đồng stablecoin riêng có tên gọi là PayPal USD. Đồng thời thì Fed cũng đang thiết lập một chương trình giám sát mới nâng cao khả năng quản lý hoạt động của giới ngân hàng trong lĩnh vực tiền mã hóa, cụ thể hướng dẫn mới như sau. Đầu tiên là yêu cầu ngân hàng tiểu bang sẽ phải đăng ký với Fed nếu muốn tham gia hoạt động tài sản kỹ thuật số cũng như là stablecoin. Thứ hai là trước khi phát hành, nắm giữ hoặc là giao dịch stablecoin đô la Mỹ thì các ngân hàng trong hệ thống sẽ cần phải chứng minh các biện pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cũng như được chấp thuận không giám sát từ Fed. Trong khi nếu muốn được Fed gật đầu thì mỗi ngân hàng sẽ phải giải trình khả năng kiểm soát, sẵn sàng đối phó, giám sát mọi rủi ro tiềm ẩn, tin tặc và tài chính bất hợp pháp. Đây là lĩnh vực mới và Fed đang khuyến khích giới ngân hàng tăng cường thử nghiệm dưới sự giám sát của ngân hàng trung ương. Có thể thấy đây tiếp tục là một tín hiệu tốt hiếm hoi cho ngành crypto ở Mỹ giữa thời điểm là vẫn chưa có một bộ luật nào dành riêng cho lĩnh vực này. Đáng chú ý nhất là Fed đã cho thấy lập trường là công nhận, ban hành hướng dẫn và thậm chí là khuyến khích các ngân hàng dưới sự giám sát có thể khám phá crypto. Vào 2 tuần trước thì Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện cũng đã thông qua một khung pháp lý toàn diện cho stablecoin dù nhận loạt chỉ trích từ nhiều thành viên lưỡng đảng. Thông tin từ Fed đưa ra, khung hướng dẫn mới thì đã giúp cho Bitcoin hồi phục nhẹ lên mốc 30k2 vào rạng sáng ngày 9 tháng 8 trước khi giật lại về vùng giá 29k8. Thông tin tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hàng loạt phát bùa vây hùa bi gần đây như là nhân sự cấp cao bị Trung Quốc điều tra, nguy cơ vỡ nợ cũng như là phản hồi từ phía hùa bi.
khi mà thị trường tiền mã hóa vẫn chưa kịp hồi phục sau sự cố của Curve Finance CRV và rủi ro thanh lý thì tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt tin tức phát mới. Gần đây thì đối tượng bị phát chính là sàn Huobi của Justin Sun. Hàng loạt phát bổ vây Huobi như sau. Đầu tiên là nhân sự cấp cao bị Trung Quốc điều tra. Thông tin này thì được đưa ra một chiều bởi Adam Krugman. Adam Krugman thì là một người có hiềm khích với Binance và thường xuyên chia sẻ các thông tin tiêu cực về sàn. Cuối tuần vừa qua thì Adam Krugman cũng đã chia sẻ một loạt thông tin liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa Huobi, một sàn gốc gác từ Trung Quốc. Adam thì thông qua nguồn tin nội bộ từ chính Huobi cho biết một số nhân sự cấp cao của cả Huobi và dự án Tron thì đang bị cảnh sát Trung Quốc điều tra do chính quyền Trung Quốc thì đang tăng cường kiểm soát các nền tảng tiền mã hóa hoạt động không đăng ký và có dấu hiệu rửa tiền. Crockland thì cũng đang cho rằng sàn Huobi thì có nguy cơ vỡ nợ do thiếu thanh khoản và đặt ra nghi vấn về quản lý tài sản của sàn. Ông cho rằng Justin Sun, người sáng lập dự án Tron thì đang sử dụng Huobi để rửa tiền và tạo thanh khoản cho hệ sinh thái của mình thông qua các hoạt động stake USDT. Dẫn chứng từ STUSDT thì cho thấy stake token nhận được khi mà stake USDT TRC20 với API là 4,29% một năm. Theo website thì hiện tại đang có hơn 350.000 người đã dùng stake USDT với tổng tài sản trị giá hơn 500 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, check từ Tron Scan thì 98% cung của STUSD hiện tại thì được nắm giữ bởi một địa chỉ ví duy nhất, nhiều khả năng thì là ví của Justin Sun hoặc là của Huobi. Khi người dùng stake USDT của mình vào smart contract thì số USDT đó sẽ được gửi trực tiếp vào địa chỉ nạp tiền của sàn Huobi. Vì thực tế thì theo Adam, Huobi đang chỉ có 90 triệu đô USD stablecoin USDT và USDC, trong khi theo báo cáo tài sản công khai thì người dùng đang gửi tới 630 triệu đô la Mỹ ở trên Huobi. Adam thì cũng nhấn mạnh thêm rằng việc này sẽ đặt nguy cơ cho người dùng sàn và có thể dẫn tới tình trạng bank run nếu tất cả người dùng cùng rút tiền. Một số nguồn đáng tin cậy như nhà quan sát thị trường Trung Quốc Wu Blockchain thì đã cho rằng việc Trung Quốc đang điều tra các sàn tiền mã hóa thì là điều bình thường và có thể không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của sàn Huobi. Ông cũng khuyên Cochran thì không nên làm quá lên về vấn đề này. Tuy nhiên, cộng đồng tiền mã hóa thì luôn lo ngại về tình hình của Huobi sau hàng loạt thông tin trên và một số người dùng thì đã rút tài sản ra khỏi sàn. Từ đó thì tài sản của Huobi đã giảm mạnh, đặc biệt là số dư stablecoin. Điều này thì có thể gây ra tình trạng thiếu thanh khoản và nguy cơ vỡ nợ cho sàn. Sau hàng loạt phát bổ vây Huobi thì đại diện phát ngôn của Huobi đã phủ nhận việc một số nhân sự cấp cao đang bị điều tra. Điều này thì cũng đồng nhất với các phản hồi trên mạng xã hội của đại diện sàn. Bản thân Justin Sun thì cũng gọi đó là các phất mà thôi. Tuy Huobi đã lên tiếng phản bác, thế nhưng người dùng vẫn không khỏi lo lắng và nhiều người thì vẫn liên tục rút tài sản ra khỏi sàn trong cuối tuần qua. Theo như Coindesk đã dẫn dữ liệu từ Nansen thì số dư stablecoin của Huobi đã giảm 30%, tương ứng với lượng rút lên đến gần 45 triệu đô. Còn theo DeFi Llama thì tổng tài sản của Huobi hiện tại đang là 2,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 20% so với con số 3,1 tỷ đô la Mỹ hồi đầu năm. Tuy nhiên, điểm đáng ngờ lại nằm ở danh mục tài sản của sàn với chủ yếu là BTC, TRX, HT, HBTC, STETH và USDT. Cũng theo như DeFi Llama thì hiện tại Huobi đang có khoảng 1 tỷ đô la Mỹ tài sản có tính thanh khoản cao, bao gồm 886,9 triệu USD Bitcoin, 48,3 triệu USDT và 5,4 triệu USDC. Để củng cố niềm tin cho cộng đồng thì chỉ ít lâu sau, một địa chỉ ví có đuôi là U9N được đánh dấu là của Justin Sun thì đã thực hiện khoản rút tiền 200 triệu đô từ Trustland đến Huobi. Nhờ hành động này thì lượng dự trữ USDT của sàn đã tăng lên từ 85 triệu đô lên 285 triệu đô, dự trữ USD của sàn giao dịch tăng đột biến. Tuy nhiên thì người phát ngôn của Huobi lại phủ nhận việc địa chỉ ví này thuộc về Justin Sun mà là của một cá voi thuộc top 10 người đang nắm giữ nhiều TRX nhất. Động thái này thì có thể là một nỗ lực của Huobi với mục đích là khôi phục niềm tin của người dùng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, các con số thì không biết nói dối khi mà dữ liệu từ Nansen thì cho thấy là 92,2 triệu USD token mạng Ethereum thì đã chảy ra khỏi sàn giao dịch, trong khi tổng cộng 101 triệu đô trên tất cả các blockchain thì đã di chuyển trong cùng thời gian trên. Sau khi đã điểm qua những tin tức quan trọng trên thì chúng ta hãy cùng đến với một số tin vắn đáng chú ý trong tuần nhé. Tin vắn đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đợt pump dump của token YGG với việc là token này đã tăng trưởng hơn 450% chỉ trong vài ngày. Sau một tuần nhiều biến động thì mới đây, giới crypto lại nóng lên với việc token YGG tăng giá hơn 450% trong thời gian ngắn sát thời điểm Binance công bố ra mắt hợp đồng future cho YGG với khả năng đòn bẩy lên đến 20x. Cộng đồng crypto đều tin rằng giá của YGG đã được nhiều MM lớn vẽ nên và cùng xem các nhà tạo lập thị trường đã tham gia vào chiến dịch này như thế nào nhé. Thứ nhất là DWF Labs.
DWF Labs thì được cho là đội lái giáo YGG đợt này. Nếu nhìn vào giao dịch chuyển tiền YGG thì cách đây một tháng, DWF Labs đã chuyển 3,65 triệu YGG, tức là khoảng 21 triệu đô vào ví OXDBAC. Ví này thì sau đó đã chuyển toàn bộ lượng token này lên Binance vào 2 ngày trước đó, tức là 6 tháng 8, ngay thời điểm giá đang nóng. Thứ hai là Bitcraft Venture. Địa chỉ ví 0XCB8B thì được cho là của Bitcraft Ventures, nạp 934.000 YGG lên Binance thông qua ví của Wintermute Trading và Falcon X. Esfermion với địa chỉ ví là 0X281 sau khi nhận 1,2 triệu YGG, tức là khoảng 735.000 USD thì cũng đã chuyển tất cả số token này cho Falcon X để đẩy lên Binance vào ngày 6 tháng 8. Hành vi lần này của ví Esfermion thì cũng tương tự như những lần trước, sau khi nhận YGG, giao dịch chuyển token YGG cho Falcon X thì được ghi nhận như sau. Và thứ tư là Wintermute. Wintermute thì từ ngày 3 tháng 8 đến nay đã chuyển một lượng lớn YGG là gần 20 triệu token lên Binance. Có vẻ đây cũng là dấu hiệu của một insider khi biết trước thông tin và chuyển lên Binance trước 2 triệu token. Thứ năm thì là Joby Capital với địa chỉ là 0x32AD. Joby Capital thì cũng đã chuyển tổng cộng là 5 triệu YGG qua địa chỉ ví 0x3BAB. Ví 0x3BAB này thì sau đó cũng đã chuyển lên Binance hơn 2 triệu YGG, tức là khoảng 1,26 triệu USD ngay khi giá pump lên. Đến ngày 7 tháng 8 thì Joby lại chuyển thêm 4 triệu YGG nữa cho 0x3BAB. Địa chỉ này sau đó lại tiếp tục chuyển tiền lên Binance. Giao dịch chuyển tiền thì được ghi nhận như sau. Thứ 6 thì là địa chỉ ví 0x639B. Địa chỉ ví này thì chuyển 2 triệu YGG là khoảng 1,16 triệu USD lên Binance và hiện số YGG trong ví vẫn còn 2 triệu token. Nhìn lại những giao dịch trên thì chúng ta có thể thấy rằng đây là một cuộc chơi của các tổ chức phối hợp với nhau để gom, tạo tin, đẩy giá và xả hàng của YGG. Giá của YGG sau đó thì đã giảm ít nhất hơn 60%, nên anh em lưu ý là không long short lúc này để tránh thất thoát tài sản nhé. Thông tin thứ hai đó chính là Layer 2 Base sẽ là điểm đến tiếp theo của Uniswap và rất nhiều các DApp khác. Chỉ sau một ngày triển khai thì Uniswap V3 đã ghi nhận hơn 11.700 giao dịch và 3,65 triệu USD volume. Thành tích này thì đã ghi danh Uniswap và hàng ngũ DEX lần thứ tư ở trên Base sau RocketSwap, BaseSwap và SushiSwap. Cũng trong tối ngày 9 tháng 8 thì Chainlink đã thông báo tích hợp dữ liệu giá với Base. Lập trình viên hiện đã có thể xây dựng ứng dụng DeFi dựa trên hạ tầng Oracle của Chainlink. Trước Uniswap và Chainlink thì đã có nhiều nền tảng hỗ trợ cho Base bao gồm Aragon, Alexa, Resolver, Wormhole, SushiSwap, Bungie và Daybridge. Theo lịch thì Base sẽ chính thức mở cửa mainnet cho công chúng trong sự kiện mang tên là On-Chain Summer, mùa hè On-Chain. Trước thềm triển khai thì TVL của Base đã có lúc cán mốc 114 triệu USD. Base thì hoạt động như một Layer 2 được phát triển dựa trên công nghệ OpenStack của Optimism. Mainnet thì giới hạn cho builder trên Base đã đi vào hoạt động vào ngày 13 tháng 7. Thời điểm đó thì Base vẫn chưa ra mắt cầu nối. Dù vậy thì người dùng vẫn tích cực tìm cách luân chuyển tài sản sang mạng lưới bằng cách là thao tác thủ công bằng contract và sử dụng các cầu nối không chính thức khác để đón đầu xu hướng meme coin mới nổi trên đây. Tuy nhiên thì Base cũng gặp nhiều tai ương hậu mainnet giới hạn, đáng chú ý là vụ tấn công LeetSwap và meme coin Bo rock vu người dùng mới đây. Tựa chung thì giải pháp mới thì vẫn đóng vai trò là trụ cột mang lại lợi nhuận cho Coinbase theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 vừa được sàn công bố. Tin nhắn cuối cùng trong ngày hôm nay đó chính là về Aptos Labs thì đã hợp tác với Microsoft để phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo AI mới cho blockchain. Thông qua thông báo vào ngày 9 tháng 8 năm 2023 thì Aptos đã thông báo việc tích hợp hạ tầng trí tuệ nhân tạo của Microsoft vào hệ thống của họ. Mục tiêu chính của hợp tác này là mở rộng dịch vụ và thương hiệu của Aptos. Dự án blockchain Layer 1 của Aptos thì sẽ tích hợp các giải pháp AI mới từ Microsoft, trong đó thì có việc phát triển chatbot mang tên là Aptos Assistant. Chatbot này thì sẽ dựa trên dịch vụ Azure's OpenAI của Microsoft và sẽ có khả năng là giải đáp thắc mắc của người dùng ở trên hệ sinh thái blockchain, cung cấp tài nguyên hữu ích cho nhà phát triển xây dựng hợp đồng thông minh, tức là các smart contract, cũng như là ứng dụng thêm ứng dụng phi tập trung DApp. Tin tức này thì đã làm tăng giá Aptos lên gần 20%, đạt mốc là 8 đô la Mỹ sau khi hợp tác với Google trước đó. Tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng đây sẽ chỉ là một chiêu trò để giữ giá trước thêm mở khóa token, và lần hợp tác này thì có thể chỉ là việc sử dụng dịch vụ của Microsoft Azure mà chưa thể coi là một đột phá mới trong lĩnh vực blockchain. Về Aptos thì dự án này đã trở thành một dự án Layer 1 tiêu biểu trong năm qua, triển khai mainnet từ tháng 10 năm 2022 và tạo tiếng vang lớn với chiến dịch airdrop nghìn lô. Lượng người dùng mới trên Layer 1 này thì cũng đã tăng đột biến 900% vào cuối tháng 7 sau khi tích hợp với mạng xã hội Ấn Độ là Chingari. Tổng giá trị bị khóa TVL của Aptos thì hiện đang ở mức khoảng 53 triệu đô.
Vậy là vừa rồi Irene đã cùng anh em tìm hiểu những thông tin quan trọng nhất về thị trường crypto và blockchain trong tuần 2 của tháng 8. Anh em nghĩ sao về những thông tin này? Anh em nghĩ gì về stablecoin mới của PayPal hay là những phát đang liên quan đến Huobi? Hoặc là anh em nghĩ sao về những dự án mới đang hot gần đây như là Aptos hay là Base? Anh em hãy cùng comment suy nghĩ và cảm nhận của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coin68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!